Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức mới nhất 24 giờ của chúng tôi. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin mới nhất trên kênh của chúng tôi. Trăn trở và những lần vấp ngã phải trả giá. Những ngày vừa qua, khắp cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước vụ lùm xùm giữa cựu người mẫu Trăn trở và vợ nghệ sĩ Xuân Bắc là chị Nguyễn Hồng Nhung. Cụ thể, chị Nguyễn Hồng Nhung nhiều lần đụng chạm tới Trăn trở khi liên tục đăng tải những đường link về vụ việc nữ người mẫu bị công an bắt năm xưa cùng một số lời lẽ kích bác khiến Trăn trở vô cùng bức xúc. Khác với suy nghĩ của nhiều người, Trăn trở không hề né tránh những ồn ào năm xưa. Trong một buổi livestream đối chất với vợ Xuân Bắc mới đây, Trăn trở cũng thẳng thắn nhắc đến chuyện này. Cô nói, tôi mà sợ cái đó thì xin lỗi chị, tôi chỉ cần bỏ ra 400 triệu là đủ xóa sạch trên Google, trên YouTube. Nhưng tôi không xóa vì tôi coi đó là sự vấp ngã. Tôi coi là sai sót, là bài học để mình cảnh tỉnh. Đó là lỗi của tôi vì không kiểm tra được chuyện ăn uống. Có cả giá để xóa clip và hình ảnh đấy. Chỉ cần không thì hỏi chồng chị mà xem. Tôi làm sai và tôi chấp nhận trả giá bằng 3 năm án treo, không được xuất cảnh khỏi Việt Nam. Cả thời gian thi hành án và việc không được xuất cảnh là trong 3 năm. Nhưng sau cái giá đó tôi tu tâm dưỡng tính, tập trung làm ăn. Việc thẳng thắn nhìn nhận, đối diện với sai lầm, vấp ngã của bản thân, khiến Trăn trở nhận được thiện cảm của nhiều cư dân mạng. Dưới phần livestream của người mẫu, nhiều người khen ngợi và động viên Trăn trở hãy sống một ngày tốt hơn. Còn về vụ việc khiến Trăn trở dính vào vòng lao lý xảy ra năm 2015, cụ thể vào rạng sáng ngày 27 tháng 2 năm 2015, một chiếc taxi chở Trăn trở cùng một nhóm người bạn đã đi vào đường một chiều và đã bị công an phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm dừng lại kiểm tra, yêu cầu xuất trình giấy tờ hành chính và tạm giữ xe. Trăn trở đã xuống xe bên vực tài xế với lý do đường vắng thì để người ta chạy chứ làm sao. Do say rượu nên Trăn trở không kiểm soát được hành vi của mình, liên tục chống đối, có nhiều hành động lời lẽ xúc phạm lăng mạ với người thi hành công vụ. Vào ngày 24 tháng 8 năm 2015, Tòa án quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Trăn trở, người mẫu Trăn trở về hành vi chống người thi hành công vụ, tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!